Trẻ em thường hiếu động hay bỏ chơi lê la trên sàn nhà rồi mút tay. Có khi trẻ đánh rơi thức ăn xuống đất rồi nhặt lên ăn. Vì thế, trẻ rất dễ bị nhiễm các loại giun như giun đũa, giun tóc, giun kim. Sau đây là chia sẻ của dược sĩ Cao Thanh Tú, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Time City, hướng dẫn sử dụng các loại thuốc tẩy giun cho trẻ. Khi bị nhiễm giun, ngoài việc chiếm các chất dinh dưỡng của cơ thể, giun còn gây ra nhiều triệu chứng phiền toái, khiến trẻ bị rối loạn tiêu hóa, làm cản trở quá trình hấp thu chất dinh dưỡng. Cơ thể còn phải chia bớt phần thức ăn cho những vị khách không mời này, nên bé sẽ chậm lớn, suy dinh dưỡng, sức đề kháng kém, vì thế dễ mắc các bệnh nhiễm khuẩn khác. Đó là chưa kể những biến chứng như giun chui ống mật, tắc ruột. Ở các bé gái, khi giun kim cái ra hậu môn đẻ trứng, có thể bò sang bộ phận sinh dục gây viêm nhiễm. Những trường hợp nhiễm giun móc, trẻ có thể bị thiếu máu nặng vì mất máu mãn tính do tổn thương niêm mạc ruột làm chảy máu kéo dài. Vì thế, trẻ nhiễm giun thường biếng ăn, chậm lớn, suy dinh dưỡng và chậm phát triển, thiếu máu. Vậy khi nào có thể tẩy giun cho trẻ và nên uống loại thuốc nào? Thông thường trẻ từ 2 tuổi trở lên mới nên tẩy giun. Tuy nhiên, trong những trường hợp trẻ bị suy dinh dưỡng chậm lớn do bị nhiễm giun, có thể tẩy sớm hơn từ 1 tuổi, nhưng phải chọn loại thuốc thích hợp. Việc tẩy giun cho trẻ dưới 1 tuổi ở nước ta thường được sử dụng trong các chương trình tẩy giun tại cộng đồng theo quyết định của cơ quan y tế địa phương. Sau đây là một số loại thuốc giun thường dùng để tẩy giun cho trẻ. Albendazole, thuốc có tác dụng trên nhiều loại giun đũa, móc, tóc, lươn, kim. Liều dùng cho trẻ từ 2 tuổi là 400mg một liều duy nhất. Mebendazole, thuốc có tác dụng trên nhiều loại giun, giun đũa, giun tóc, giun móc, giun kim. Liều dùng cho người lớn và trẻ em từ 2 tuổi trở lên là 1 viên 500mg một liều duy nhất. Pizantel, có thể dùng để tẩy giun kim, giun đũa, giun móc cho trẻ từ 2 tuổi trở lên. Liều thường dùng là 10mg trên 1kg cân nặng. Tùy theo loại giun nhiễm, có thể chỉ dùng một liều duy nhất hoặc phải lặp lại liều. Các loại thuốc tẩy giun trên được bào chế dưới dạng viên nén, thơm, ngọt, có thể nhai, nghiền trước khi uống hay dạng hỗn dịch. Tùy theo lứa tuổi của bé để chọn lựa các loại thuốc cho thích hợp. Trước và sau khi sử dụng thuốc, không cần phải theo chế độ ăn uống đặc biệt, không nhịn đói và không cần dùng thêm thuốc tẩy sổ. Để tránh nhiễm giun cho bé, cha mẹ nên thực hiện các biện pháp phòng bệnh sau đây. Tập cho bé thói quen rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi chơi đùa, sau khi tiếp xúc với đất và sau khi đi đại tiện. Bản thân người lớn cũng phải chú ý việc này, nhất là trước khi chuẩn bị đồ ăn và cho bé ăn. Vệ sinh ăn uống, nên cho bé uống nước đun sôi để nguội, thức ăn đã nấu chín, các loại trái cây nên gọt vỏ sau khi rửa. Vệ sinh thân thể, thường xuyên cắt móng tay cho bé, không mút ngón tay, luôn đi giày dép, không ngồi lê trên đất. Định kỳ tẩy giun theo khuyến cáo của cơ quan y tế tại địa phương. Khi tẩy giun nên thực hiện tẩy cho tất cả các thành viên trong gia đình. Chúc các con luôn khỏe mạnh. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.